ui 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 rớt mắt kiến, rớt điện thoại, rớt đủ thứ. Đó, xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì vợ chồng Mai sẽ chở Ngân đi khám mắt. Hôm nay Ngân sẽ thử cái contact lens, là cái kính sát trồng ha. Đó, xin mời cả nhà cùng với vợ chồng Mai đi dẫn Ngân đi khám mắt. Ở nhà vậy thôi chứ cũng bận rộn với lịch bác sĩ của con lắm. Đi khám này khám kia rồi con đi chơi, đi bời. Ủa cái gì rớt nha? Chắc là son rớt. Kẹt xe cô chú chị, ai cũng tới giờ này là giờ đi đón con nên thành ra là kẹt xe. Đây Mai Mỹ vẫn còn nở rất là đẹp ha. Những cái bụi hoa dại bên đường này mà nó đẹp dễ sợ luôn á. Trời cảnh đẹp quá. Mai mém quay không kịp luôn á. Trời bắt đầu ấm lên cô chú anh chị ha, 80 mấy độ là Mai nghĩ chắc khoảng 20 mấy ở bên Việt Nam. 80 mấy độ là nhiêu Mai cũng không biết chắc nữa, nhưng mà thấy thích lắm. Mai thì Mai thích trời ấm như thế này, đẹp quá. Mùa xuân rồi, bắt đầu là cây cối xanh tươi rất là đẹp, và bắt đầu là mình sẽ phải công việc cắt cỏ ha. Cái cây này nó chuẩn bị nó ra lá nhỏ nhỏ rồi cô chú anh chị thấy, màu xanh xanh á, nó ra chồi ra lá. Đây, vợ chồng Mai tới bác sĩ mắt của Ngân rồi đây. Thường là bác sĩ mắt với bác sĩ răng ở bên này là không có trong bảo hiểm nên mình phải tự trả cho chính chị. Và cái chi phí khám mắt và khám răng bên này nó rất là đắt, vì đó là bảo hiểm họ không có cover. Đây, bác sĩ này là khách hàng của ông xã Mai luôn, nên thành ra là mình tới đây mình khám ủng hộ. Bên khách hàng này họ ủng hộ dịch vụ, còn ông xã Mai thì ủng hộ, cũng ủng hộ dịch vụ khám mắt của người ta, nhưng mà ủng hộ xong người ta không lấy tiền. Khổ dễ sợ. Vô Mai lấy điện thoại của nó nên thành ra nó ngồi trên xe nó ngủ. Mày nó vẫn còn buồn ngủ cơ chứ anh chị. Đây là chồng bác sĩ mắt nè. Này Ngân nó đi vào trong thử mắt kiếng với lại cái cô trợ lý phòng khám này rồi. Ông xã Mai thì do là 5 giờ có hẹn quan trọng, có cái buổi họp online á, nên thành ra là ông xã Mai đứng ngoài. Đây cũng có bệnh nhân nữa vào khám. Đây Ngân mang contact lens nè. You feel better? You feel better? Wow. How many fingers am I holding up? 1, 4, 2, 4. Trời, này là Ngân đã không cần phải đeo mắt kiến nữa. Này, Ngân rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà lần đầu tiên được thoát khỏi các cái mắt kiến của chính chị. Ông xã Mai thì rất là hiểu con, tại vì ông xã Mai cũng là người đeo contact lens á, là đeo kính sát trồng ha. Thật ra thì ông xã Mai cũng cận cũng nặng á, chứ không có không đâu, nhưng mà tại vì đeo kính sát trồng nên nó vậy á. Chứ còn ai cũng cận. Hai bạn này là đều cận. Ngân nó nói là mọi thứ đều nhìn bự hơn với cái contact lens này. Really? Kỳ vậy ta. Ngân nó nói là chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà con á là vừa đeo mắt kính sát chồng mà vừa đeo kính cận vô nữa, con sẽ thấy được gấp đôi hả? Ông xã mình nói đừng làm vậy nó đau á. Cuối cùng Ngân nó không tin, nó chỉ thử vô thì nó cái là mọi thứ nó bị nhòe đi. Ngân, come here, mẹ hỏi nè, con có vui không? Con thấy con thích đeo mắt kính hơn? I don't know. Không biết hả? Glasses is easier. Cái này dễ hơn hả? Ok. No, it's the glasses, not the glasses. À, nó nói là đeo mắt kính thì dễ hơn, đeo này thì khó hơn. Đây, Ngân có một đống kính sát chồng luôn cô chú anh chị. Vậy thôi. Mấy bạn này rất là chu đáo, nhiệt tình ha, dẫn Ngân đi vô phòng, chỉ cho Ngân cách đeo kính vô như thế nào, và đeo xong rồi bác sĩ cũng cân chỉnh lại coi có đúng cái kính đó nó có ok chưa. Xong rồi đeo xong rồi thì còn phải chỉ cho Ngân cái cách tháo ra nữa chứ. Cái kính
kiến sát tròng này không có đơn giản là kiến sát tròng bình thường, tại vì mắt của Ngân là mắt cận thì phải đo theo cái con mắt của Ngân ha. Con có nhìn nó giống mắt kiến bình thường không hay là nó khác? With the contacts, everything looks bigger. Look at that. Yeah, that's really nice. Thanks. No more contacts for you. Nó kêu là nó đeo kiến sát tròng vô thì nó nhìn mọi việc đều bự hơn á, cái gì nó cũng nhìn thấy bự hơn á. My butt. Ông xã mày nói ha, nghe mà đánh nói mà nhìn ổng bự hơn là ổng thấy không vui rồi đó. Vậy ổng bình thường nó bự sẵn rồi, coi giống vậy ha. I hate you, and you, and you, and you, and you. À, bây giờ thì gia đình Mai sẽ đi về đón bà nội với đón xíu muội đi ăn, coi giống chị. Hôm nay thì Mai muốn đi ăn ở nhà hàng Uka, là nhà hàng sushi ha. Hôm qua muốn order sushi cho bà nội, nhưng mà bà nội hôm qua thì cái đầu bếp sushi ở cái nhà hàng nó đóng cửa, nên chắc là hôm nay ăn sushi các bà nội thích. Cuối cùng là nhà Mai không có đi ăn được, tại vì hôm nay ông xã Mai mất bận có dự án, nên là thôi cả nhà đi về thôi, không đi ăn được. Ngày hôm qua sau khi mà chở con gái đi đo thử cái kiến sát tròng về, xong cái Mai mệt quá, cái Mai cũng không muốn quay gì hết á, tại vì ở nhà ăn cơm xong rồi Mai cũng nấu vội vội vàng vàng cho các con ăn, thì cũng không nấu vội quá cũng không có thời gian để quay. Nấu xong rồi cái Mai mệt, cái Mai muốn lên lầu và nghỉ ngơi ha. Và cô chú anh chị biết không, khi mà ông xã Mai nói á, là tại sao mà muốn làm kiến sát tròng cho Ngân, là tại vì như thế này, ông xã Mai á, là người cận. Cô chú anh chị nhìn thì không có biết ông xã Mai cận, tại vì ông xã Mai đeo kiến sát tròng, nhưng mà ông xã Mai cận rất là nặng, và cận từ hồi 4 tuổi đã đeo mắt kiến rồi. Tại vì mẹ chồng Mai nói đó, khi mà chồng Mai sinh ra đó là cái con mắt á, nó bị một bên lệch qua một bên luôn đó, nên thành ra là mẹ chồng Mai rất là sợ, lúc đó là phải tốn rất là khám rất là nhiều bác sĩ ha, và mổ rất là nhiều lần để cho con mắt ông xã Mai nó có thể được như ngày hôm nay. Và ông xã Mai là người giống như là bị khiếm khuyết về mắt á, từ nhỏ ha, và đeo mắt kiến từ hút 3 tuổi cho tới lớn. Ông xã Mai thì nói là em không có biết được cái cảm giác của con đâu, khi mà nó đeo kiến sát tròng nó thì nó sẽ khác hẳn, nó cảm thấy nó tự tin hơn rất là nhiều. Anh nó là từ nhỏ lên tới học đại học luôn anh vẫn đeo kiến, nó rất là bất tiện. Tuy nhiên thì khi mà lên tới khi mà anh đi làm rồi, anh có tiền rồi đó, anh tự làm mua kiến sát tròng anh đeo á, cảm thấy mình nó tự tin hơn rất là nhiều. Do đó thì ông xã Mai cũng muốn làm cho các con á, nói chung là những cái điều kiện tốt nhất, muốn nha. Hai con muốn gì? Ba wants to know if he could have some of your strawberry tea. Yes, why not? Okay. Yeah. Đó. Nó hỏi là ba nó hỏi là có thể uống trà strawberry, trà gì ta? Trà dâu, hôm qua Mai làm trà dâu ha. Mai nói được chứ, thì nó vẫn còn trong tủ lạnh, thì ông xã Mai uống ha. Thì ông xã Mai nói khi mà mình đeo cái kiến sát tròng nó làm cho mình rất là tự tin, tại vì khi mà mình đi học á, nhiều khi mình đeo cái kiến mà bị dày quá nó sẽ bị mấy bạn chọc ghẹo chê cười này nọ ha, tại con nít mà nó hay ghẹo nhau lắm, nó dễ ghẹo, nó làm cho nó thiếu cái tự tin. Nên ông xã Mai á, cứ lớn một chút xíu là ông xã Mai là cho đeo kiến sát tròng. Mà con gái của ông xã Mai mấy đứa nó cận thì nó cũng đeo kiến sát tròng hết, con trai con gái thì đứa nào cũng đeo kiến sát tròng chứ không có đeo cái kiến ấy, tại vì đứa nào thích đeo kiến nào thì đeo, nói chung là thích đeo kiến sát tròng thì đeo và thích đeo kiến bự thì đeo, nhưng mà đa số là tụi nó thích đeo kiến sát tròng của chú chị. Nên thành ra là cô chú chị nhìn thấy tụi nó đó là nó cận, nhưng mà nó không có đeo kiến bình thường, chỉ có hàng con trai lớn. Hàng con lớn nó cũng không có đeo hay sao Mai cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà là vậy đó, là tại sao mà Mai dẫn con gái Mai đi đeo kiến sát tròng ha. Rồi bây giờ thì xin mời các cô chú anh chị cùng vào bếp làm với Mai cái món sinh tố bơ. Tại vì có ba quả bơ nó chín dữ quá rồi, mà bây giờ không ăn thì nó sẽ hư. Thì Mai quyết định là Mai sẽ làm món sinh tố bơ. Mai chào cả nhà, hôm nay thì Mai có 3 trái bơ của chú anh chị, nó chín quá chín rồi, thành ra Mai quyết định Mai sẽ làm món kem bơ ha. Thì Mai sẽ bỏ vào đây 200ml nước cốt dừa nè. Đó, cái này là 3 trái bơ của chú anh chị, 3 trái nhỏ nhỏ mà Mai đi chợ mua đó. Đây, Mai sẽ bỏ vào đây 4 muỗng đường ha. 1 2 3 4 và 4 muỗng sữa đặc. Bây giờ cái đó Mai chưa có mở. Và cái này có đủ không? Bởi vì mua trái cây gì cũng khổ lắm, mỗi lần mà nó dư á, nó chín này mà chưa có làm kịp cái gì á, là phải chế cái này chế cái kia ha. Một nè, hai, ba, bốn. Ok, bây giờ mà bắt đầu mày xay lên. Trời ơi, nó một đây, sau đó hãy để
250ml whipping cream ha. Đổ ra tô. Trời ơi, tự nhiên bây giờ khổ ha cô chú anh chị ha. Dư bơ làm gì để mà bây giờ nó khổ. Bây giờ mày sẽ dùng máy đánh trứng đánh lên. Đó, đánh tới mà nó cứng như vậy là được rồi nè cô chú anh chị đó. Nó cứng nhắc luôn nè, đó. Oh my god. Lần đầu tiên mày xài máy đánh trứng đó. Mai cũng lạc hậu lắm. Đây, sau đó thì Mai cũng bỏ vô đây 2 muỗng sữa đặc nữa ha. Rồi, Mai sẽ trộn lên. Đây, bây giờ Mai sẽ đổ cái bơ xay ra. Trời ơi, cái màu nó ngon chưa. Lần đầu tiên Mai làm kem bơ luôn á. Lẽ ra mang phải lấy cái tô nhỏ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái này vô luôn. Trộn lên là mình để vô tủ đá là mình có cái món kem bơ của chú chị ha. Cái này là mình cũng học trên mạng đó. Trời ơi bây giờ mình thấy thiệt nha, rất là tâm đắc với internet luôn á. Cái gì cũng chỉ ha, YouTube ha, cái gì cũng lên đó. Không biết làm thì cứ lên nó hỏi anh YouTube. Là anh YouTube chỉ rất là nhiệt tình ha. Không phải chỉ một cách không mà chỉ rất là nhiều cách luôn. Cách này mình không thích thì mình kiếm cách khác, ví dụ vậy ha. Chắc là béo lắm đây. Ai coi nè, lưu lên xe. Oh my god. Xíu muội nó về nó thấy ông xã Mai nó mừng là oh my god. Trời ơi trời, ông xã Mai là nhớ vợ nhớ con lắm nha. Đáng lẽ đi công tác là ở lại một đêm á, nhưng mà đi về sớm là tranh thủ về sớm với vợ con á. Dạ. Dạ. Bất ngờ. Really? Ông mệt mỏi, ông ở trên khách sạn nên ông đi về nhà thôi để Mai làm tiếp cái món cái bơ của Mai coi. Ui, không ngờ là ông đi. Do you guys have Vietnamese pass? Yes, then. Trời ơi, tiếc cô chú chị, tiếc nó vẫn còn dính trong cái cái hũ này nè. Tiếc. Đây vậy là món kem bơ của Mai đã hoàn tất rồi nha. Bây giờ Mai sẽ Mai đem đi vô tủ lạnh, tủ đông, Mai để mấy tiếng để Mai vàng cho nó bằng cái đã. Rồi, được rồi. À vậy là ông xã Mai á hả, đi công tác cuối cùng cũng về nhà ha. Nói chung là cũng không có thích ở khách sạn, thích về nhà với vợ với con hơn. Và hôm nay lúc nãy Mai làm xong cái kem bơ của Mai á, Mai thử á, trời nó cũng ngon quá chính chị, nó tiếu lắm. Trời cái này mà ăn chắc là phê rồi đó. Ông xã Mai chắc Mai đoán, Mai nghĩ là lần này chắc chắn ông xã với bà nội sẽ thích, tại vì cái món này nó có cái whipping cream với lại có sữa, có này nọ, chứ không phải giống như là chỉ có nước cốt dừa giống như kem chuối của mình ha. Thì Mai cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay của Mai làm thử cái món kem bơ này. Cô chú anh chị thử đi cái công thức này, kem bơ Mai chắc chắn là rất là ngon luôn mà dễ làm nữa. Cô chú anh chị thấy Mai làm dễ không? Dễ ợt ha, chỉ có xay lên. Cái này cái whipping cream á thì mình đánh lên cho nó cứng lên, xong rồi mình trộn với lại sữa đặc, rồi mình trộn tất cả vô, rồi mình để vô tủ lạnh thôi. Chúc là cả nhà sẽ có một cái món kem bơ cho mùa hè giải nhiệt cực kỳ ngon ha. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.